review Sóc Trăng An Giang một ngày thì mình sẽ đi đâu ăn gì tại An Giang, hãy cùng mình khám phá. Thì từ Sóc Trăng đến An Giang là hơn 168 cây số nên mình quyết định bao xe đi nha. Đầu tiên khi đến An Giang thì mình sẽ đi chùa trước nè. Chùa này có tên gọi là chùa Ông hay còn biết đến với tên gọi khác là chùa Tây An. Phải nói là bên trong rất là đẹp luôn đó mọi người. Tiếp theo mình sẽ ghé qua chùa Bà Châu Đốc hay còn biết đến với tên gọi khác là miếu Bà Chúa Xứ. Và bên trong thì mình thấy rất là đông người luôn đó mấy bạn. Thì đây cũng là một trong ngôi chùa nổi tiếng nhất ở đây. Hàng năm thì có rất nhiều người đến đây để viếng và cầu bình an. Sau khi cúng kiến xong mình sẽ đi ra ngoài để kiếm một cái gì đó để ăn. Thì ở đây mình thấy có bán khá là nhiều đồ ăn luôn đó. Và đây cũng là một trong những món ăn nổi tiếng ở An Giang. Một ly hút nốt ở đây có giá là 20.000 nhưng ăn ngon lắm nè. Sau đó thì mình sẽ đi qua chùa Bà Mớp, hay còn biết đến với tên gọi khác là miếu Bà Chúa Xứ Bà Mớp. Bên trong rất là đẹp luôn đó mọi người, nguyên một khuôn viên rộng lớn. Ở phía sau sẽ có nguyên một tượng Phật Di Lặc rất là to luôn nè. Tham quan và cúng kiến xong thì sẽ đi ra ngoài để mua bánh bò hút nốt ăn. Phải nói là xe bánh bò này trông cực kỳ hấp dẫn luôn đó mọi người. Người ta sẽ bán một bọc bánh bò từ 10 đến 15.000, tùy theo bánh lớn hoặc nhỏ nhưng ăn khá là ngon. Tiếp theo mình sẽ ghé lại chùa Bà Hẹ, hay còn được biết đến với tên gọi khác là Hắc Sơn Hiên Hậu Thánh Cung. Phải nói là bên trong đẹp lắm luôn đó mọi người và có nguyên một vườn hoa rộng lớn. Và mình thì cũng hay ghé lại đây để ăn bánh xèo hoặc bánh khọt kế bên chùa. Một phần có giá là 35.000 nhưng mình thấy ăn tuyệt vời lắm. Sau này mình sẽ đi qua chợ Tịnh Biên, chợ này cũng rất là nổi tiếng tại An Giang. Bên trong bán rất là nhiều loại trái cây trông cực kỳ hấp dẫn luôn đó mấy bạn. Sẽ có me thái, trái mây, thanh trà và rất nhiều loại trái cây khác. Giá cả thì cũng phải chăng lắm luôn đó. Đặc biệt là hút nốt phải nói là nhóc luôn nè. Còn có bán thêm giày dép, túi sách và rất nhiều đồ dùng khác. Dép như thế này $3 100.000 thì mình thấy cũng khá là rẻ. Dùng để mang xài ở nhà cũng ok nè. Ngoài ra thì mình thấy còn có bán nhiều loại khô và nhiều loại mắm. Sau khi tham quan và mua sắm xong thì mình sẽ đi qua đây để ăn. Một tô mì xương như thế này có giá là 30.000 nếu nếm ok lắm luôn nè. Sau đó làm thêm một ly hút nốt nữa là tuyệt vời. Một ly chỉ 20.000 thôi nhưng mình thấy hút nốt cho nhiều lắm luôn. Còn chai này mình mua trong chợ chỉ 10.000 thôi nhưng thấy nó không ngon bạn. Chỗ mình ăn và uống nước hút nốt ngay chỗ chị này ngang chợ Tịnh Biên. Và những người bán hàng ở đây có nói là qua bên sông đó đi thêm một cây nữa là tới Campuchia rồi đó mấy bạn. Mình không biết là có đúng như vậy không, bạn nào biết thì comment bên dưới giúp mình nha. Kết thúc chuyến đi của mình rồi đó, có gì các bạn lưu lại địa chỉ và đi ăn uống thử nha. Và để lần sau mình sẽ quay lại và ăn thêm nhiều món ngon hơn nữa. Có gì mấy bạn biết quán nào comment bên dưới giúp mình nha.